Có thể nói bộ môn đấm bốc đã giúp cậu bé Carlos Herman 11 tuổi sinh tồn được tại một trong những khu ổ chuột nguy hiểm nhất ở thủ đô Caracas. Cháu học đấm bốc để tự vệ. Như thế trong trường hợp gặp rắc rối, cháu có thể tự bảo vệ bản thân mình. Chỉ cần đủ 8 tuổi, các em nhỏ đã có thể tham gia vào hoạt động này. Các em thậm chí còn được lên sàn thi đấu như những võ sĩ thực sự với sự tài trợ của Bộ Thể thao Venezuela. Thông qua chương trình đấm bốc, chính phủ quốc gia Nam Mỹ hy vọng nó có thể mang đến cho trẻ em tại những khu ổ chuột khét tiếng với tỷ lệ giết người cao nhất cả nước, những lựa chọn thay thế bổ ích, giúp rèn luyện sức khỏe và tính kiên trì, bền bỉ, chứ không phải là ma túy hay các hoạt động tội phạm. Chúng tôi muốn trao cho thanh thiếu niên ở đây những đôi găng tay thay vì những khẩu súng. Điều này sẽ giúp ngăn chặn bạo lực tại các khu vực nghèo khó và hướng trẻ em đến với những mục tiêu tốt đẹp hơn. Kể từ khi chương trình này được triển khai dưới thời của Tổng thống Hugo Chavez, 3.000 cuộc thi đấu đã được tổ chức tại khắp các khu ổ chuột trên cả nước. Ngoài mục tiêu ngăn chặn tình trạng tội phạm, một mục tiêu dài hạn khác cũng đang được hướng tới, đó là đào tạo và lựa chọn những cá nhân xuất sắc để tham gia Thế vận hội Olympic. Đấm bốc có thể coi là một môn thể thao thế mạnh của Venezuela. Qua các mùa Olympic, cho đến nay Venezuela đã giành được 11 huy chương vàng ở bộ môn này.